Thân chào tất cả các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ với các bạn những tiêu chí hàng đầu khi các bạn lựa chọn trường đi du học Mỹ. Thì ở Mỹ có hơn 5.000 trường đại học, vì vậy việc lựa chọn trường phù hợp nhất cho mình có thể là khiến bạn mất nhiều thời gian. Tuy nhiên thì sinh viên có thể thu hẹp danh sách trường bằng cách tập trung vào một số tiêu chuẩn nhất định. Như là đầu tiên đó là bằng chính quy hoặc là không chính quy. Trước hết thì các bạn cần tìm hiểu xem trường mình chọn có cấp bằng chính quy và được các tổ chức giáo dục công nhận hay không. Mỹ thì không có quy định các tổ chức giáo dục phải được công nhận là chính quy, hoặc ngay cả khi các tổ chức được công nhận là chính quy thì họ cũng không phải tuân theo một hình thức cụ thể nào về việc cấp bằng. Vì thế ở Mỹ thì có nhiều hình thức chính quy và các tổ chức cấp bằng khác nhau. Chuyên ngành sẽ là yếu tố thứ hai mà bạn cần cân nhắc, là chuyên ngành hay là lĩnh vực nghiên cứu mà bạn muốn chuyên sâu. Thứ ba đó là chuyên môn. Thì chuyên môn của từng trường có thể khác nhau tùy thuộc vào việc trường đó thuộc khối giáo dục chuyên ngành, khối nghiên cứu hoặc là khối đại cương. Tư đó là tỷ lệ nhận sinh viên. Thì tỷ lệ người nộp đơn được nhận hay còn gọi là độ chọn lọc cũng là một yếu tố cần xem xét khi chọn trường. Những trường có độ chọn lọc cao là những trường có số người nộp đơn rất cao nhưng số được nhận thì rất ít, trong khi thì nhiều trường khác gần như nhận bất cứ sinh viên nào đáp ứng được yêu cầu nhập học của họ. Thứ năm đó là về kinh phí. Về kinh phí thì các bạn cần cân nhắc, đó là học phí và các lệ phí khác. Khi quyết định đi du học thì sinh viên phải nhìn nhận một cách thực tế về tình hình tài chính của gia đình dành cho việc chi trả học phí, chi phí sinh hoạt, sách vở, đồ dùng học tập cho suốt thời gian học. Và tiếp theo đó là về nhà ở, vì không phải trường nào ở Mỹ cũng có ký túc xá. Và thứ sáu đó là về khu vực địa lý. Các bạn cũng phải cần cân nhắc về khí hậu và vị trí địa lý. Ở Mỹ thì là một quốc gia lớn với nhiều vùng khí hậu khác nhau, như là ở khí hậu bốn mùa ở vùng Đông Bắc, hoặc là khí hậu khá là sa mạc ở vùng Arizona, và môi trường sống khác nhau thì giữa những khu vực thành thị và nông thôn sẽ có mức sống khác nhau. Thứ bảy đó là về môi trường xã hội. Khi đi học đại học thì các yếu tố ảnh hưởng đến đời sống của sinh viên bao gồm như là các hoạt động xã hội, số sinh viên quốc tế, các tổ chức đoàn thể của trường và các hoạt động ngoại khóa. Đời sống xã hội phụ thuộc rất nhiều vào các hoạt động ngoại khóa như là thể thao, xã hội, văn hóa, v.v. cũng như số lượng sinh viên sống trong ký túc xá của trường. Các trường học ngoại trú thì sinh viên sống ở nhà hoặc là thuê nhà bên ngoài, thường có ít các hoạt động vào cuối tuần và vì thế có ít cơ hội để sinh viên hòa nhập. Số lượng sinh viên quốc tế ở các trường có thể từ 700 cho tới 7.000 sinh viên. Những trường có số lượng sinh viên quốc tế lớn thì thường có văn phòng hành chính dành riêng cho sinh viên quốc tế, cung cấp các dịch vụ, các hoạt động mở rộng quan hệ và hỗ trợ về các vấn đề liên quan tới đời sống sinh viên quốc tế. Và cuối cùng đó là về xếp hạng của trường. Yếu tố cuối cùng không kém phần quan trọng phải cân nhắc đó là bảng xếp hạng của các trường. Các bạn cần lưu ý là ở Mỹ không có một hệ thống xếp hạng chính thức nào, và các bảng xếp hạng phổ biến hiện nay, chẳng hạn như là US News and World Report, cũng chỉ mang tính chủ quan và không nhất thiết dựa trên tiêu chuẩn chất lượng chương trình dạy. Và cuối cùng đó là về việc xếp hạng của trường. Yếu tố cuối cùng không kém phần quan trọng phải cân nhắc đó là bảng xếp hạng của các trường. Các bạn cần lưu ý là ở Mỹ không có một hệ thống xếp hạng chính thức nào, và các bảng xếp hạng thì phổ biến hiện nay thì đôi lúc cũng có thể mang tính chủ quan và không nhất thiết dựa trên tiêu chuẩn chất lượng chương trình hay danh tiếng của các trường. Và nếu như các bạn còn thắc mắc thêm thông tin về việc chọn trường khi đi du học Mỹ như thế nào, hoặc là học phí, chi phí du học Mỹ ra sao, thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm hồ sơ và tư vấn du học Mỹ. Các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp tới số 0838382080 hoặc là 0838484879, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com, hoặc các bạn cũng có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Bình, quận 1. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.